Ngày 14 tháng 2, Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin vụ giết người cướp tài sản, phi tang thi thể liên quan đến việc cô gái mất tích nhiều ngày xảy ra ở thành phố Thủ Đức. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đăng Khoa để điều tra về tội cướp tài sản, giết người, hiếp dâm. Kết quả điều tra đến nay xác định vào khoảng 15 giờ ngày 8 tháng 2, tức ngày 29 Tết, sau khi dẫn dụ nạn nhân qua phòng trọ số 14 với lý do là phụ giúp dọn đồ đạc, Khoa đã khóa cửa phòng trọ, dùng dao đe dọa uy hiếp nhằm mục đích cướp tài sản, sau đó dùng vũ lực tấn công và sử dụng dao đâm dẫn đến cái chết của chị Vi Thị Thống. Ngay sau đó, đối tượng Nguyễn Đăng Khoa tiếp tục thực hiện hành vi hiếp dâm đối với nạn nhân, đồng thời chiếm đoạt nhiều tài sản. Đáng chú ý, để che giấu hành vi phạm tội, đối tượng Nguyễn Đăng Khoa đã dùng dao phân tử thi của nạn nhân thành nhiều phần đem đi phi tang.